Xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đến với kênh Yêu Nhà Mê Vườn. Thì hôm nay mình ra vườn, mình hái quả sớm. Thì mình cũng sẽ tâm sự cùng các bạn luôn về cách làm thế nào khi mà cây của mình đang ra hoa và quả non thì dưỡng như thế nào. Đây là một cái cây của mình nhé. Cây này thì được từ lúc mình trồng đến bây giờ là được 80 ngày nhé. Đây thì nó cũng, cái vườn này của mình được 80 ngày thì mình cũng đã cho Thư các lớp quả đầu tiên rồi đấy. Và hiện tại thì cũng có những cái cây đang ra hoa như cây này. Đấy, thì cây này là chưa được Thư thu một lứa quả nào. Đang ra hoa và quả non. Còn như đằng kia thì là mình cũng đã thu khá nhiều lần rồi. Có những cây ấy, ra hoa và ra quả nói chung là không cùng nhau đâu nhé. Có thể là có cây cách nhau đến 20 ngày một tháng đấy mọi người ạ. Bởi vì là do từng lúc mình mua cây ấy thì có cây yếu, cây khỏe và có những cái cây thì phát triển tốt hơn thì nên sẽ cho quả sớm hơn. Cho dù là mình chăm sóc cùng một chế độ nhé. Cho nên khi mình khách hàng của mình chọn cây thì mình luôn bảo với khách rằng không phải chọn những cái cây lá sum suê mà phải chọn những cái cây rễ nó khỏe. Đấy, rễ nó khỏe và nhìn nó khỏe mạnh và không có bệnh thì khi mình mang về trồng thì cây sẽ phát triển tốt hơn. Đây là thời gian buổi sáng này. Đấy. Các bạn nhìn thấy những chùm hoa rất là đẹp, rất là khỏe mạnh nhé. Đối với mình ấy thì khi mà cây ra hoa ra quả thì mình sẽ gọi đầu tiên cái phải bảo vệ cây đã. Đây. Thứ nhất là mình sẽ tránh mưa. Rồi mình tránh sương muối. Đấy. Và mình sẽ giúp cho cây của mình không bị quá lạnh. Nếu mà đối với các bạn mà ở những nơi mà thời tiết ấm áp hơn nhá thì sẽ không cần phải che chắn nhiều như mình và ít mưa ấy, không phải che chắn như mình. Nhưng bởi vì ở chỗ mình thì nhiệt độ vừa rồi là xuống đến 4 độ đấy ạ. Cho nên là mình cứ phải che chắn cho cẩn thận để trồng cây dâu tây. Nói chung so với những cái nơi khác thì có thể là cái nơi của mình nó khó trồng cây hơn so với những nơi khác bởi vì cái thời tiết nó không thuận lợi. Nhưng mà vì mình yêu thích thôi, mình yêu thích nên là mình vẫn trồng. Và đối với mình ấy, dưỡng cây thì giai đoạn này nhá, giai đoạn trước nhá, trước ra hoa này thì mình vẫn đây này, mình hiện tại thì mình vẫn đang tưới đạm cá nhá, tưới đạm cá cho cây. Và hiện tại thì cây mà dưỡng hoa, dưỡng quả thì mình đang tưới là dịch chuối. Dịch chuối mình tự làm. Với cả nước vo gạo nhá, nước vo gạo ngâm vỏ trứng vỏ chuối thì gọi là mình cứ nếu mà có thời gian thì mình cứ ngày cách ngày là mình tưới luôn. Ngoài ra thì mình vẫn có thể vẫn sử dụng thêm những cái loại phân bón lá nữa nhá. Như là mình vẫn sử dụng siêu lân này và mình cũng có sử dụng canxi bo và thêm vi lượng cho cây bởi vì là giai đoạn này là cây cần khi cây ra hoa đậu cải quả thì nó cần rất là nhiều dưỡng chất, nếu mà mình không cung cấp đủ thì hoa nó sẽ không đậu được với cả quả sẽ không to nhé. Cho nên giai đoạn này mọi người hãy phải chăm thường xuyên, mình phải để ý hơn đấy, dưỡng cho cây đầy đủ vào thì cây của mình sẽ khỏe mạnh hơn. Còn nếu mà ở nhà nhá, các bạn mà mình chỉ trồng ít để mình ăn tầm 10 đến 30 chậu, 50 chậu đổ lại thì mọi người nên làm cái dịch trứng chuối và sữa rất là tốt luôn. Cái dịch đấy, cái loại đấy thì mình đã làm và mình cũng có một cái vườn ở cạnh nhà mình ấy thì là mình cũng chăm sóc thường xuyên như vậy, có cái vườn trồng bằng thùng xốp và bằng bầu đấy. Nếu mà mọi người để ý mọi người sẽ thấy là những cái video trước đấy của mình đấy thì mình ăn khi mà mình tưới cái dịch đấy nhá, mọi người không phải tưới nhiều, một tuần mọi người tưới một lần thôi thì ăn quả rất là ngon luôn và đảm bảo an toàn. Đây, ở đây có những cái quả gần chín này này. Đấy, đến giai đoạn này là mình sẽ không tưới bón những cái loại phân hóa học nữa. Khi mà quả bắt đầu đỏ như thế này, mình chỉ tưới khi bón khi còn xanh thôi, như vậy này. Với cả giai đoạn này thì cây đang ra hoa ra quả này thì mọi người cũng phải chăm tưới nước nhé. Mình đừng để cây của mình khô quá. Mình hay tưới vào buổi sáng và buổi chiều. Thì buổi sáng thì mình nên tưới vào lúc là 8 giờ đến 10 giờ và buổi chiều thì 17 giờ đổ lại nhé. Mình cũng không nên tưới muộn quá, bởi vì khi mình tưới muộn quá thì cây của mình dễ bị nấm bệnh đấy. Thế nên là mình cố gắng tưới vào những khung giờ đấy. Và khi tưới thì mình tránh là tưới lên hoa và lên lá. Đây, mình chỉ tưới vào xung quanh gốc thôi, kể cả tưới tất cả mọi thứ đều thế nhá, trừ từ dịch chuối này, đạm cá rồi đến cả dịch trứng chứa
trứng này, sữa với cả tất cả mọi thứ luôn, là mình chỉ tưới vào gốc thôi đấy. Còn nếu mà đương nhiên là khi mình có những cái loại phân bón lá riêng thì mình cũng sẽ bón vào lá, nhưng mà đối với những cái loại mà tưới bằng nước và lưu lượng nhiều như loại mình vừa chỉ thì các bạn hãy tưới vào gốc. Và đối với các bạn trồng số lượng nhiều để mình bán thì mình cũng có thể là mình tưới thêm kali nhé. Đấy, mình tưới thêm kali để cây của mình nó cứng cáp, khỏe mạnh và quả ngọt hơn. Còn đối với các bạn ở nhà, trồng ở nhà để ăn thì đấy, các bạn cứ tưới dịch chuối cái giai đoạn này với cả trứng sữa là rất là tốt, rất là an toàn và rất là ngọt. Đây, mình đã có những cái cây này, đây ra quả này. Rất là đẹp luôn, rất là bóng. Đấy. Mình ở nhà mình cứ tận dụng những cái thứ mà xung quanh của nhà mình có để mình tưới cây thì rất là tốt luôn. Đây, buổi sáng mình vừa đi hai quả và tâm sự với mọi người. Với cả mọi người hãy tránh một cái trường hợp là mình tưới dồn dập quá nhé. Có nghĩa là hôm nay mình tưới tạm cá, ngày mai mình tưới dịch chuối, rồi ngày kia mình tưới tùm lum tùm loa lên là không tốt nha mọi người. Nếu mà mình tưới thì mình cũng phải gà cách ra. Ví dụ nha, tuần này thì mình tưới đạm cá rồi đúng không ạ? Thì cách vài hôm sau đến một tuần đi thì mình sẽ, mấy ngày còn lại đi thì mình sẽ tưới nước bình thường thôi. Sáng và chiều thôi mình tưới nước bình thường. Rồi đến tầm 5 hoặc 5 ngày hoặc 7 ngày sau thì mình sẽ bắt đầu mình tưới những thứ khác. Ví dụ như nước vo gạo thì mình có thể tưới thường xuyên được rồi. Đấy, cũng tưới thường xuyên được, nhưng mà đối với những cái loại khác nha, ví dụ như dịch chuối chẳng hạn đấy, thì mình cứ cách ra như vậy. Đây là cây hàn của mình đây. Cây này thì mới được có 60 ngày thôi nhá. Đúng 60 ngày nhưng mà bởi vì là cây phát triển tốt là mình cũng cho ra quả luôn. Đấy, giống hàn này mình cũng giới thiệu nhiều lần rồi, đây là cái giống mà farm lớn nhất của Hà Nội đang trồng đấy ạ. Là cái một cái giống mà rất là đẹp luôn. Ăn thì ngọt, nhiều nước và rất là thơm. Rồi, bây giờ mình sẽ vừa hái quả và tâm sự cùng mọi người nhé. Về phân bón thì có rất là nhiều loại, nhưng mà mình thấy là những cái loại phân mà nó có cân bằng chỉ số đạm, lân, kali nó bằng nhau. Ví dụ như là 13, 13, 13 hoặc là cao cấp hơn có thể là 15, 15, 15. Thì mình khi mình bón cho cây thì cây sẽ phát triển cân bằng và đầy đủ luôn các dưỡng chất đạm, lân, kali. Về bón phân thì mình có thể là mình sẽ bón trực tiếp vào cây nhé. Một cây thì mình sẽ để tầm 10 đến 15 viên thôi, nó không để quá nhiều, bởi vì là đối với cây thì nếu mà mình để nhiều quá thì cây sẽ bị sốc phân. Nên là khi mà chúng ta bón cho cây cũng để xa gốc ra nhé, chứ không để thẳng trực tiếp vào gốc. Hoặc là chúng ta cũng có thể hòa ra để tưới. Ví dụ như một cái mình thì dùng bằng chén đi. Ví dụ một chén phân bón thì mình sẽ hòa được ra là 14 đến 15 lít nước. Mà thường thì những cái loại xô mà chúng ở nhà chúng ta thì thường là cũng như vậy đúng không ạ? Thì mình sẽ đong như vậy luôn, là mình sẽ tưới cho cây. Thì như đối với phân thì cứ mỗi tháng mình bón tầm 1 đến 2 lần là cây của mình cũng đủ khỏe mạnh rồi. Đấy, những cái giai đoạn mà cây ra hoa và quả non thì mình sẽ sử dụng như thế. Mình muốn nói thêm một chút về nước vo gạo gấp vỏ trứng, vỏ chuối. Thì đấy là một loại mà phân bón rất là tốt cho cây, bởi vì đã cung cấp đầy đủ các dưỡng chất để cho các cây rươi dâu tây của mình phát triển cân bằng. Mà lại là ở nhà chúng ta, xung quanh nhà chúng ta đều có, mà mình lại rất là tiết kiệm luôn đấy. Nước vo gạo mình nấu xong mình để lại
rồi vỏ trứng, vỏ chuối mình để lại mình ngâm với nhau từ 1 tuần đến 15 ngày. Đến lúc mình tưới là mình pha loãng ra, rồi mình tưới, mình cứ tưới ngày cách ngày mình tưới. Thì mình đảm bảo với các bạn là sau 7 ngày hoặc trên 7 ngày là cây của các bạn đã phát triển rất là tốt và nhìn khác luôn ấy. Đấy. Đây, mình đã hái được một rổ quả rồi đấy ạ. Đối với những cái quả hàn đấy nhá, thì mọi người phải để thật chín thật là kỹ thì nó mới sẽ ngọt nhá. Tuy nhiên là nó sẽ không ngọt đậm như hana, thế nhưng mà nó cũng có cái riêng, đó là quả mềm và nó rất là thơm đấy. Ở đây là hana, đây mình hái được một rổ đấy ạ. Đây, những cái quả đầu tiên thì rất là to nhá. Ngoài ra thì khi mà những hết những quả đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu sẽ có những cái quả bi như này này. Đấy, quả nhỡ và quả bi. Nhưng mà khi mà sau một thời gian mình dưỡng thì cây sẽ lớn hơn, tầm cây được 90 ngày trở lên, 100 ngày trở lên thì sẽ có những cái lứa quả to nhá. Cho nên là đối với cây hana ấy, thì để mình trồng nhiều ấy thì sẽ có quả to, quả bi và quả vừa. Đấy, mình sẽ không thể mà như cái cây trồng nhà kính được, có nghĩa là mình sẽ không vặt đi những quả nhỏ lấy mỗi quả to nhá, mà mình sẽ để tự nhiên. Có nghĩa là mình sẽ để hái quả bi, quả vừa và quả to. Đấy. Đối với những mà khi ông vườn của mình trồng nhiều loại, nhưng mà để mà trồng mà nhân giống nhiều và trồng nhiều nhất thì mình vẫn là ưu tiên giống hana nhé. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây. Nếu mà các bạn có những cái thắc mắc hay là câu hỏi, hay là muốn vấn đề gì, muốn hỏi về cây hana, các loại cây trồng dâu tây và cách dưỡng như thế nào thì các bạn hãy để lại bình luận cho mình ở bên dưới, thì mình sẽ làm video để trả lời các bạn nhé. Xin chào cả nhà. Các bạn thấy kênh của mình có ích thì hãy đăng ký kênh cho mình nhé.